Thưa quý vị, tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất được tính theo giá đất do nhà nước quy định và thường sẽ thấp hơn giá thị trường. Vậy, tiền bồi thường nhà đất được tính theo bảng giá đất hay là giá đất cụ thể? Theo khoản 2 điều 74 Luật Đất đai năm 2013, một trong những nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất là việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi. Nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Tại khoản 3 điều 114 Luật Đất đai năm 2013 quy định, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Như vậy, giá đất dùng làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất là giá đất cụ thể.